cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ngày 3 tháng 6, đáp trả bài phát biểu của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại đối thoại Shangri-La Singapore, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước quanh biển Đông cảnh giác với lợi ích địa chính trị của Mỹ và duy trì quyền tự chủ để giữ ổn định cho khu vực. Cụ thể, trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Marcos lên án các hành động cưỡng chế, gây hấn và trẻ nét bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ông Marcos cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế trong việc khẳng định các yêu sách của Manila ở Biển Đông và đề cập phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Trong đó, Tòa bác bỏ yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh đối với vùng biển này bộ này cũng cáo buộc mỹ đóng một vai trò cực kỳ đáng hổ thẹn khi hỗ trợ philippines theo tuyên bố của bộ ngoại giao trung quốc mỹ vì lợi ích địa chính trị đã đóng vai trò cực kỳ hổ thẹn khi hỗ trợ hợp tác với các hành động của phía philippines và lợi dụng vấn đề biển đông để kích động căng thẳng giữa trung quốc và các nước trong khu vực bắc kinh cũng ám chỉ rằng chính sách đối ngoại và hoạt động hàng hải của manila đang phục vụ washington trung quốc kêu gọi các nước quanh biển đông nên hết sức cảnh giác và duy trì quyền tự chủ để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc vừa qua cũng cáo buộc quân nhân Philippines trên tàu chiến, chĩa súng vào tàu hải cảnh, giám sát tiếp tế nhu yếu phẩm ở bãi cỏ mây. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, có ít nhất hai quân nhân Philippines trên tàu BRP Sierra Madre đóng tại bãi cỏ mây, chĩa súng vào tàu công vụ thuộc hải cảnh Trung Quốc CCG. Hoạt động này diễn ra trong cuộc đối đầu hồi tháng 5. Theo CGTN, kênh tin tức vệ tinh quốc tế thuộc CCTV cho biết, hình ảnh do CCG cung cấp cho thấy ít nhất hai người đàn ông trên BRP Sierra Madre cầm súng trường và chĩa về hướng sĩ quan hải cảnh Trung Quốc. CCTV đăng tải video dài 29 giây. Thời điểm đó, quân nhân Philippines trên tàu chiến BRP Sierra Madre đang nhận hàng tiếp tế được thả bằng dù từ máy bay xuống tàu. Hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines cũng như đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh chưa lên tiếng về vụ việc. Bãi cỏ mây là thực thể nửa nổi nửa chìm trên biển Đông. Từ năm 1999, quân đội Philippines đã sử dụng tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre ủi vào bãi cỏ mây và biến nó thành một tiền đồn duy trì sự hiện diện. Trên tàu có đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Ngày mùng 3 tháng 6, Thượng viện Thụy Sĩ đã bác bỏ kế hoạch viện trợ 5 tỷ francs Thụy Sĩ, tương đương 5,58 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina, một phần trong gói tài chính lớn hơn. Lý do là kế hoạch này vi phạm các hạn chế vay mượn trong luật pháp của quốc gia trung lập này. Với 28 phiếu chống và 15 phiếu thuận, các nhà lập pháp đã bác bỏ gói viện trợ trị giá 15 tỷ francs, bao gồm cả 10,1 tỷ francs tài trợ bổ sung cho lực lượng vũ trang Thụy Sĩ. Kết quả này đã được dự đoán từ nhiều tuần trước với các nhà lập pháp cánh hữu, đặc biệt phản đối kế hoạch. Họ cho rằng gói viện trợ vi phạm phanh nợ, một quy định hạn chế về nợ công ở Thụy Sĩ. Quy định này được đưa ra trước khi chính phủ Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình cho Ukraine. Trước đó, Thụy Sĩ xác nhận tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về xung đột Nga-Ukraine vào tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock ở bang Nidwaden. Những người tham gia sự kiện sẽ thảo luận về công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine và thống nhất một văn kiện chung về những việc cần phải làm để chiến sự khép lại. Vào tháng 2, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao về tình hình Ukraine vào mùa hè. Kế hoạch hòa bình của Kiev kêu gọi Nga rút binh sĩ khỏi lãnh thổ Ukraine cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc giao tranh. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Thụy Sĩ tuyên bố đã có đủ sự hỗ trợ quốc tế cho một hội nghị cấp cao nhằm khởi động tiến trình hòa bình. Hội nghị nhằm mục đích thiết lập một diễn đàn đối thoại cấp cao về các cách thức đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Hội nghị nhằm mục đích tạo ra sự hiểu biết chung về một khuôn khổ thuận lợi cho mục tiêu này và một lộ trình cụ thể cho tiến trình hòa bình. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherst đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh và đồng ý tiếp tục nỗ lực thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt. Bloomberg cho biết Thụy Sĩ có kế hoạch mời 80 đến 100 nước tham gia hội nghị. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev có thể đàm phán với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Theo ông Kuleba, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sẽ thành lập các nhóm và kế hoạch hành động tương ứng với từng lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố hoàn toàn tán thành và ủng hộ thỏa thuận toàn diện về ngừng bắn và thả con tin mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra, đồng thời kêu gọi Hamas chấp nhận nó. Thỏa thuận này sẽ dẫn tới lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza, thả tất cả con tin, tăng cường đáng kể và bền vững hoạt động hỗ trợ nhân đạo để phân phối khắp giải Gaza, chấm dứt cuộc khủng hoảng với lợi ích an ninh của Israel và an toàn dân sự ở giải Gaza được đảm bảo, tuyên bố khẳng định. G7 tái khẳng định lập trường ủng hộ lộ trình hòa bình đáng tin cậy hướng tới giải pháp hai nhà nước tuyên bố của G7 viết, chúng tôi kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận này và Israel sẵn sàng thực hiện. Chúng tôi cũng kêu gọi các nước có ảnh hưởng với Hamas giúp đảm bảo họ sẽ thực hiện như vậy. Trong nhiều tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã từ chối đưa ra mốc thời gian chấm dứt cuộc chiến chống lại Hamas ở giải Gaza, một lập trường mà những người chỉ trích ông coi là chiến thuật chính trị. Nhưng lúc này, ông đã bị đặt vào tình thế khó khăn sau thông báo của Tổng thống Biden về đề xuất đình chiến. Theo tờ New York Times, Ông Netanyahu, một người bảo thủ, từ lâu đã phải đối mặt với các lợi ích cá nhân, chính trị và quốc gia. Giờ đây, ông dường như đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa sự tồn tại của chính phủ cứng rắn mà ông đứng đầu và phóng thích con tin ở Gaza với việc đặt bản thân và Israel vào một lộ trình mới, thoát khỏi sự cô lập quốc tế ngày càng tăng. Những người chỉ trích Thủ tướng Israel cho rằng ông là người thiếu quyết đoán. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một kế hoạch ba giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza ngay sau đó, các quan chức Israel xác nhận rằng các điều khoản trong kế hoạch này phù hợp với đề xuất ngừng bắn đã được nội các chiến tranh của Israel phê duyệt nhưng chưa được công khai trước công chúng. Theo kế hoạch trên, giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài trong 6 tuần và bao gồm lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh. Như Hamas rút lực lượng khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả một số con tin, bao gồm cả phụ nữ, người già, người bị thương, để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine. Hơn 100 con tin đã được thả theo một thỏa thuận hạn chế hơn vào tháng 11 năm ngoái. Ước tính có khoảng 125 người vẫn đang bị Hamas và các nhóm vũ trang khác giam giữ ở Gaza, mặc dù hàng chục người được cho là đã chết. Giai đoạn thứ hai được tổng thống Biden miêu tả là giai đoạn chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Tuy nhiên, theo ông Biden, các cuộc đàm phán để đi đến giai đoạn thứ hai có thể mất hơn 6 tuần vì sẽ có những khác biệt giữa hai bên. Trong giai đoạn thứ hai, tất cả các con tin còn sống sẽ được thả, bao gồm cả binh sĩ nam ở giai đoạn thứ ba, một kế hoạch tái thiết lớn cho Gaza sẽ được triển khai và hai cốt của các con tin thiệt mạng sẽ được trao trả cho gia đình. Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 2 tháng 6 đã sử dụng trên 40 quả rocket và thiết bị bay không người lái UAV tấn công xuyên biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel nhằm trả đũa các vụ không kích đêm trước đó của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, hai chiếc UAV mang theo chất nổ đã tấn công vào khu vực gần thị trấn Kasrin thuộc cao nguyên Golan, gần với hồ Galilee. Hezbollah tuyên bố mục tiêu là một khẩu đội vòm sắt của Israel đóng tại đây. Tiếp đến, hàng chục quả rocket và đạn chống tăng được phóng vào khu vực này, gây ra một đám cháy lớn có thể quan sát từ hàng chục km. Chiều mùng 2 tháng 6, thị trấn Kiryas ở phía đông bắc Israel cũng bị tấn công bởi hàng chục quả rocket khác. Đồng thời, một số UAV tiếp tục vượt qua biên giới Liban hướng tới Naharia, khiến còi báo động vang lên liên tục quanh thị trấn ven biển có khoảng 65.000 cư dân này của Israel. Chính quyền thị trấn Metula thông báo một ngôi nhà đã bị trúng đạn nhưng không có thương vong. Trước đó IDF cho biết đã sử dụng các máy bay chiến đấu không kích khu vực Baanbek, một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah ở đông bắc Liban, cách biên giới 62 km, đồng thời ném bom vào một tòa nhà ở Bin và một số địa điểm khác ở miền nam Liban. Vụ không kích nhằm trả đũa việc Hezbollah trước đó đã bắn rơi một UAV quân sự hiện đại của IDF. Báo chí Liban đưa tin, các vụ không kích của Israel đã khiến hai người dân thiệt mạng, đồng thời làm hư hại một tòa nhà thuộc chi nhánh của Bộ Nông nghiệp Liban ở thị trấn Bin Zebiin. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah tăng nhiệt trong những tuần gần đây sau khi IDF mở chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah, miền nam giải Gaza. Các cuộc giao tranh giữa IDF và Hezbollah vẫn trong vòng kiểm soát, nhưng khiến dư luận không khỏi lo ngại sẽ biến thành một cuộc chiến tổng lực. Ngày 2 tháng 6, IDF thông báo đã hoàn thành một cuộc tập trận kéo dài một tuần ở các địa phương biên giới phía Bắc, trong đó giả định các tình huống chiến tranh mở rộng ở khu vực phía Bắc và các tình huống chiến tranh trên nhiều mặt trận.